Chào mừng các bạn quay trở lại với HiClass.vn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về từ nối trong tiếng Anh. Từ nối trong tiếng Anh là những từ được sử dụng để chỉ rõ mối quan hệ giữa các ý trong diễn đạt, là công cụ vô cùng quan trọng giúp bạn truyền ý và có được một bài nói hoặc bài viết tiếng Anh rành mạch, rõ ràng và logic. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Ví dụ đầu tiên, tôi hạnh phúc và phấn khích. Trong ví dụ này, chúng ta có từ and, chính là từ nối. Sang ví dụ thứ hai, tôi hạnh phúc nhưng cũng lo lắng. Trong ví dụ này, chúng ta có từ but, là từ nối trong câu. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cách phân loại từ nối. Từ nối trong tiếng Anh được chia thành 3 dạng. Dạng 1, từ nối để bổ sung thông tin. Dạng 2, từ nối để biểu đạt ý đối lập. Và dạng 3, từ nối chỉ nguyên nhân kết quả. Thứ nhất, về dạng 1, từ nối để bổ sung thông tin thì chúng ta có các từ như sau. Ví dụ, moreover, besides, vân vân. Những từ này dùng để bổ sung ý vào ý đã được trình bày trước đó. Thông thường, các từ nối này được sử dụng để kết nối hai câu. Sau các từ nối này thường có dấu phẩy. Chúng cũng có thể sử dụng để liên kết hai mệnh đề độc lập trong câu. Trong trường hợp này, trước từ nối thường có dấu chấm phẩy và sau từ nối có dấu phẩy. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ. Giáo sư của tôi là một người giảng bài cuốn hút. Hơn thế nữa, ông còn kể một số câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng nghe. Trong câu này, chúng ta có từ nối chính là furthermore. Với các từ nối như sau, ví dụ and, as well, vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng để liên kết hai ý trong cùng một câu. Từ nối and đứng trước mệnh đề, cụm từ hoặc từ. Còn từ also đứng trước hoặc sau động từ. Còn với cụm not only but also thì sẽ dùng để nối hai cặp động từ, danh từ, tính từ hoặc trạng từ. Còn as well và to đứng ở cuối câu. Ví dụ, giáo sư của tôi không chỉ là một người giảng bài cuốn hút mà ông còn kể những câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng nghe. Trong câu này chúng ta có not only but also, chính là từ nối trong câu. Và nhóm từ cuối cùng trong phần từ nối để bổ sung thông tin là các từ được liệt kê như sau. Ví dụ như là for example hay as well as, vân vân. Được dùng để bổ sung thông tin vào phần liệt kê trước đó. Sau các từ nối này thường sử dụng danh từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ, cô ấy có một chiếc xe hơi cũng như có một chiếc xe máy. Trong câu này, chúng ta có từ nối as well as. Từ này dùng để bổ sung thông tin là cô ấy có một chiếc xe hơi và có thêm một chiếc xe máy nữa. Chúng ta cùng tìm hiểu từ nối để biểu đạt ý đối lập. Chúng ta có nhóm từ như sau. Ví dụ, on the other hand hay là on the contrary, vân vân, dùng để giới thiệu một ý ngược lại so với ý đã được trình bày trước đó. Thông thường, các từ nối này được sử dụng để liên kết nối hai câu. Sau các từ nối thường có dấu phẩy. Chúng cũng có thể được sử dụng để liên kết hai mệnh đề độc lập trong câu. Trong trường hợp này, trước từ nối thường có dấu chấm phẩy và sau từ nối có dấu phẩy. Ví dụ, tôi đã bị gãy chân trong tai nạn, tuy nhiên tôi cảm thấy ổn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng however để làm từ nối biểu đạt ý đối lập, hoặc có thể sử dụng hai từ còn lại. Tiếp theo, ta có các từ nối như là in spite of, despite, vân vân, dùng để bắt đầu một ý ngược lại ý được trình bày ở trước đó hoặc sau đó. Các từ nối này được dùng để kết nối hai mệnh đề trong cùng một câu. In spite of và despite được dùng trước một cụm danh từ hoặc danh động từ, trong khi although, though và even though được dùng trước một mệnh đề. Ví dụ, despite hoặc in spite of breaking my leg in the accident, I feel great. Mặc dù chân của tôi bị gãy trong vụ tai nạn, tôi cảm thấy ổn. Từ nối ở đây có thể sử dụng despite hoặc in spite of, sau đó breaking chính là danh động từ. Từ nối while hoặc whereas dùng để liên kết hai mệnh đề có ý nghĩa trái ngược về mặt logic để tạo thành câu. Nếu while và whereas đứng ở đầu câu thì thường sử dụng dấu phẩy trước khi bắt đầu mệnh đề thứ hai, còn nếu chúng đứng ở giữa câu thì không sử dụng dấu phẩy. Ví dụ, trong khi một số người có tiền để đốt, những người khác
phải đếm từng xu mà họ kiếm được. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng từ while đứng ở đầu câu, cho nên trước khi bắt đầu mệnh đề thứ hai thì chúng ta sẽ có dấu phẩy. Từ nối tiếp theo, yet hoặc but, dùng để bắt đầu một ý ngược lại với ý đã được trình bày trước đó. Các từ nối này thường được sử dụng để kết nối hai mệnh đề trong cùng một câu. Trước yet và but thường có dấu phẩy. Ví dụ như là tôi đã bị gãy chân trong vụ tai nạn, nhưng tôi cảm thấy ổn. Chúng ta có yet. I felt great. Chúng ta cùng tìm hiểu loại từ nối thứ ba là từ nối chỉ nguyên nhân kết quả. Đầu tiên, xét tập hợp từ nối. Ví dụ như các từ because, since, now that, as long as, vân vân, dùng với một mệnh đề cập tới nguyên nhân của hành động. Khi đứng đầu câu, các từ nối này thường đòi hỏi có dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề thứ hai. Khi đứng giữa câu thì không cần dấu phẩy. Ví dụ, bây giờ thời tiết đã trở nên ấm hơn, bạn nên đưa em bé ra ngoài để tắm nắng. Từ nối được sử dụng trong câu chính là now that, đứng ở đầu câu, do đó có dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề thứ hai. Nhóm từ nối tiếp theo như là because of hoặc là due to thì sẽ được dùng với một cụm danh từ hoặc danh động từ đề cập tới nguyên nhân của hành động. Khi đứng đầu câu, các từ nối này thường đòi hỏi có dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề thứ hai. Khi đứng giữa câu thì không cần dấu phẩy. Ví dụ, do thời tiết xấu, chuyến bay đã bị hủy bỏ. Trong câu này, because of đứng ở đầu câu, do đó chúng ta có dấu phẩy ở phía sau the bad weather để ngăn cách với mệnh đề thứ hai chính là chuyến bay đã bị hủy. Tiếp theo, chúng ta có nhóm từ nối được liệt kê như sau, ví dụ như hence, therefore, vân vân thì sẽ là đề cập tới kết quả của hành động. Thông thường, các từ nối này được sử dụng để kết nối hai câu. Sau các từ nối này thường có dấu phẩy. Chúng cũng có thể được sử dụng để liên kết hai mệnh đề đối lập trong câu. Trong trường hợp này, trước từ nối thường có dấu chấm phẩy và sau từ nối có dấu phẩy. Ví dụ, một cơn bão đang tiến đến thị trấn. Do đó, tất cả cư dân được yêu cầu rời khỏi khu vực. Bởi vì một cơn bão lớn đang tiến đến, cho nên kết quả của hành động là tất cả cư dân được yêu cầu rời khỏi khu vực. Chúng ta sử dụng therefore ở đầu câu, sau therefore sẽ có dấu phẩy. Từ nối tiếp theo, so hoặc thus, dùng để đề cập tới kết quả của hành động. Thông thường các từ nối này được dùng để liên kết hai mệnh đề trong cùng một câu. Trước từ nối thường sử dụng dấu phẩy. Ví dụ, một cơn bão lớn đang tiến đến thị trấn, vì vậy tất cả cư dân được yêu cầu rời khỏi khu vực. Chúng ta sử dụng từ so, do đó trước từ so sẽ có dấu phẩy. Nhóm từ nối tiếp theo, so that hoặc in order that cộng với mệnh đề, sử dụng với mệnh đề cập tới mục đích. Ví dụ, cánh cửa đã bị khóa để họ không thể vào phòng. Từ nối được sử dụng ở trong câu chính là so that. Mục đích người ta khóa cánh cửa đó là để họ không thể vào phòng. Ngoài ra thì chúng ta còn có cấu trúc so that hoặc such that cộng với một mệnh đề, có nghĩa là quá đến nỗi mà, dùng để diễn tả quan hệ nhân quả giữa hai mệnh đề trong câu. Ví dụ, chiếc xe quá đắt đến nỗi chúng tôi không đủ khả năng mua nó. Trong câu chúng ta có so cộng với tính từ expensive cộng với that, sau đó sẽ là mệnh đề we couldn't afford it. Các bạn thân mến, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng sau bài học này, các bạn sẽ nắm vững các từ nối trong câu để sử dụng thật chính xác. Đừng quên học các bài giảng khác trên trang web highclass.vn cùng cô nữa nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!